Anh em đã hoàn thành trong một bức tường bằng đá phong thủy tự nhiên, đá thành nguyên khối vụn của Việt Nam mình. Anh em một bức tường các bạn này, các bạn thấy những ánh sáng xuyên qua như thế này, các bạn thấy xa xa sâu trong là ánh sáng xuyên qua và nó sẽ có viền nó sáng rực lên các bạn. Này ánh sáng hoàn toàn tự nhiên luôn. Anh em sẽ đứng xa xíu để các bạn xem. Này là phía trong nhà đã tiến hành xong một bức tường, và anh em sẽ quay lại phía này để các bạn xem. Đây, các bạn nhìn thấy tường đá thành nguyên khối khá độc khá lạ tự nhiên của Việt Nam mình. Khi làm xong bức tường này không khí vẫn lọt qua nhưng rất mát các bạn, ánh sáng vẫn tràn hòa. Nếu có dịp các bạn hãy sử dụng đá thành để làm tường chân trạch, tạo ra năng lượng dương cho ngôi nhà. Anh em là sản thì mình xin chào và hẹn gặp lại.